Xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm cái món cơm gà Singapore. Đó, bây giờ mình mua gà xong rồi đây nè. Gà ngon chưa? Bây giờ mình phi lê ra. Đó, bỏ bớt cái da này. Sau khi cái phần xương gà mình phi lê ra cô chú chị, xong rồi mình đem đi luộc để lấy cái nước. Bỏ chút xíu thôi cho nó thơm trong cái phần thịt này. Nước vô đây. Sau đó mình dùng cái này là vụn bánh mì nè, trứng nè, chiên cái kiểu giống như chiên tempura vậy đó. Rồi bây giờ mình phủ cái này là bột tinh bột bắp rất là giòn, mình dùng để chiên thịt đó, phủ với thay gì thay cho bột bột chiên giòn rất là giòn nha, ngon. Phủ qua trứng nè. Rồi bây giờ mình phủ qua cái phủ bánh mì. Rồi, vậy là được rồi nè. Sau khi chiên xong đó rất là giòn ngon quá. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái sốt cà ri này. Cái sốt cái dầu á, bây giờ mình bỏ vô miếng cà ri để cho nó thơm nè. Cà ri mình phải xào gì nó mới có mùi thơm. Rồi mình sẽ bỏ vô hành nè, tỏi. Cái phần hành tỏi thơm rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ cái nước này vô. Bột cà ri.
xin ra các bạn. Xin chào cả nhà. Xin chào, hôm nay mình làm món cơm gà Singapore. Đó, cô chú chị thấy rồi làm ăn nha. Xin mời cả nhà. Tim ăn ngồi đây, cô chú ngồi. Con xin mời. Xin mời con. Con nói giới thiệu đây nha, con muốn gì? Con đâu? Xin mời. Xin mời. Forgot tại vì bận quá, công việc á, công việc làm nhiều á, cho nên là hơi nôn nao trong đầu, suy nghĩ bận rồi. Mẹ kia hả? Cơm gà Singapore. Hôm nay cho con ăn cơm gà Singapore. Còn với một chén sốt này mình có thể chấm bánh mì nè. Bánh mì. Nhưng mà ăn cơm mới ngon, có cơm ăn cơm ấy. Thế mà ăn mì. Tụi sao mình lâu cái sốt chứ không có bánh mì. Chị mà tìm vào đó ăn rồi đó. Em bỏ thêm nghệ á. À, cái này rất ngon. Chà, có một bài thật. Ngon ăn, đúng không? Đúng không? Một rau bên sốt. Ngon. Of course. Cái nước cốt dừa béo béo ngon quá chừng mà. Chị mà tìm cà rốt ăn với cô chú thương chưa? À, cà rốt là con ăn. Này con. Cà rốt đó. Ăn. Ngon không? Ăn chicken. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh mắt. Em nói hay là để em mua đồ về nấu mấy cái món món Ukraine á. Thì làm như kiểu ngày giỗ của Việt Nam mình vậy á. Mà nó không được làm. Nếu mà ở gần á thì tụi em sẽ không thôi, em tới mộ anh nói á. Nó còn không có nấu ăn nóng giỗ giống như Việt Nam mình hay nấu. Người nó hơi buồn. Mất không? How many years your mother died? No. 4. 10 years ago. Vì đó là 10 years hả? Wow. No. 2011. No. Oh, 15, sorry. 15? So long, because you before started. 2000. 15, damn. Mẹ mất. Don't work hard. Không lộn kiếm tiền quá luôn. Hôm nay đám giỗ bà nội không? 2006. Xem đâu. Xem là bao nhiêu. Chị biết là tôi xin một bao. 15 năm rồi mẹ nó mất. Đi chán thì quá rồi. Bà bà how old? He wants it near, yeah. He wants it, yeah. Big different. giỏi á. How old were when mother did? 45. 39. 39. Very old, yeah. Very young. Huh? 15 year. My mother, 64 years, but we feel old too. But with you, 39. How time? Ăn ngon. Con ăn. Ở Việt Nam mình á, khi mà trong gia đình có người mất rồi cái ngày giỗ thì cũng tập trung lại để tưởng nhớ vui thôi, còn đây mất rồi là thôi không đến này, không ai quan tâm nữa, chỉ có vài người nhớ đến ngày rồi. Không có cúng gì hết,
If we live near, we can come with flour. Mm. Yeah. Maybe we can come and just go and wait for they come. Wow. No. Next holiday? Next year. Mm. Hết là lịch dân ra là biết là lần thêm mắt của mình chúng ta this one me Kim Kau likes to eat with us. Tôi rất thương cho chúc cảm ơn this one is me. Em ăn giỏi không cả. Làm cái gì cũng thích lên chung hết rồi chú ơi, chị Mai. Lên trên giường cũng phải chịu lên chung nữa. Ở ngoài bếp thì ở ngoài bếp chung. Ăn ngọt không? Có ăn mát sốt không? Ngọt sốt cũng ngọt. Ngọt. À, full. Нравится тебе курочка? Но. Тима, ну. Тима. Тима, con có cái nĩa nữa rồi. Đây là con. Nĩa của con. Cái nĩa, cái muỗng á. Xong rồi con ăn thịt gà nè. Thịt gà bỏ da hết rồi. I left on skin. Thì cái chicken muffin. Ừ. Ăn thịt gà em bỏ da nó giữ da tự trong cái da nó nhiều mỡ. Nhưng mà nhai mềm mềm, nhai ít rồi. Nhai nhiều, từ đâu có chưa có răng cắm à. Trời. Tụi tao kêu nó I don't get one try. Hãy try tụi. Nè. Nè, thêm nữa nè. Phải hấp xuống. Vâng nha. Вкусно с обвилком. Я не думала, что косточка будет одна вилка. Кто отпрыгнет, как бы остался в реке. Hôm nay video tới đây, cảm ơn mọi người, cả nhà đã yêu thương ủng hộ gia đình mình. Tạm biệt, hẹn lại video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký cho cả nhà nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Nhanh. Bye bye. Bye bye. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye. Mọi người xuống. Bye bye. Mọi đăng ký. Mọi like. Ôi. Chima. Chima bye bye. Con nhìn lên bye bye.